Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến kiến nghị của ông Trần Ngọc Dũng, trụ tại thị trấn Phong Điền về việc đòi lại thửa đất nông nghiệp cho người khác mượn canh tác, chúng tôi sẽ đề cập trong phóng sự mở đầu chương trình hôm nay. Sau phóng sự này là ý kiến của luật sư Phan Minh Bình về những nội dung có liên quan. Của chương trình là phần giới thiệu chính sách mới hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, ông Trần Ngọc Dũng, hiện trụ tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, có đơn thư kiến nghị gửi đến chương trình phản ánh việc trước đây ông có cho vợ chồng ông Đỗ Dương mượn thửa đất nông nghiệp tại tổ dân phố Tân Lập để canh tác, sản xuất nông nghiệp. Sau một thời gian đi làm băng xa, nên ông Dũng trở về quê hương và yêu cầu ông Dương trả lại đất, song không được đáp ứng. Khi biết thửa đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Đỗ Dương, ông Dũng đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, song cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Phóng viên chương trình đã trực tiếp tìm hiểu thực tế vụ việc và có những ghi nhận bắt đầu như sau. Theo ông Trần Ngọc Dũng, trước đây ông là xã viên hợp tác xã Đông Lâm, được giao một số diện tích đất ruộng, đồng thời khai khoang thêm khoảng 2.500 mét vuông đất khô để sản xuất nông nghiệp. Vào năm 1995, do điều kiện kinh tế nên ông cùng toàn bộ gia đình của mình vào tỉnh Bình Phước để làm ăn. Trước khi đi, ông Dũng có thỏa thuận cho vợ chồng ông Đỗ Dương, Dương Thị Á mượn 2.500 mét vuông đất ruộng ở xứ Đồng Côn Trùng, Hà Cảng và 2.500 mét vuông đất khô trồng màu ở xứ Đồng Xã Biêu thuộc thôn Tân Lập, thị trấn Phong Điền. Trong thời gian làm băng xa, mỗi năm về thăm nhà, ông đều có trao đổi với vợ chồng ông Dương về việc mượn đất và được ông này đảm bảo là sẽ trả lại sau khi ông Dũng trở về. Đến tháng 6 năm 2017, vợ chồng ông Dũng về lại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền sinh sống, đồng thời đặt vấn đề lấy lại đất sản xuất. Tuy nhiên, vợ chồng ông Dương chỉ trả lại cho ông Dũng 2.500 mét vuông đất ruộng, còn 2.500 mét vuông đất khô trồng màu tại xứ Đồng Xã Biêu thì ông Dương khẳng định mình không mượn mà trực tiếp khai hoang và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị với cơ quan chính quyền á, điều thứ nhất là nên hủy cái sổ đỏ của ông Dương đi để trả lại cho tôi. Công bằng ở tôi là vì tôi là nguồn gốc mà tôi nói thẳng với anh đây này, tôi không tham. Đầu tiên tôi về tôi nói với ông là thôi thì công tôi, đất là đất tôi khai hoang, nhưng mà công anh giữ, bây giờ cho anh hết đi cũng được, nhưng mà anh xin tôi một tiếng tôi cho anh hết, tôi chỉ cần lấy lại một sao để hai vợ chồng tôi sống tuổi già thôi, mong là một tức không cho. Qua quá trình tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi được biết, thửa đất đang có tranh chấp giữa ông Trần Ngọc Dũng và ông Đỗ Dương tòa lạc tại xứ Đông Xã Biêu, tổ chức phố Tân Lập, thực tế đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Dương, bà Dương Thị Á vào ngày 24 tháng 2 năm 2016 với diện tích hơn 2.065 mét vuông. Loại đất là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm. Về quá trình đăng ký tại các bản đồ địa chính, thì thửa đất nông nghiệp nói trên nằm trong thửa đất hoang số 402 tờ số 1 bản đồ 299. Bản đồ địa chính 202 cũng không thể hiện thửa đất này. Song tại bản đồ địa chính năm 2013, thửa đất này đứng tên vợ chồng ông bà Đỗ Dương, Dương Thị Á với số thửa 66 từ bản đồ số 43, diện tích 2.065 mét vuông. Trên cơ sở đó, năm 2016, ông bà Dương Á được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này. Sau khi ông Trần Ngọc Dũng cho rằng thửa đất nông nghiệp tại xứ Đồng Xã Biêu là của mình, cho vợ chồng ông Dương mượn và có khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Dương, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Điền đã tiến hành xác minh và 12 bên lên hòa giải. Sau khi mà Ủy ban thị trấn nhận được cái đơn kiến nghị của ông Trần Hùng Dũng thì Ủy ban thị trấn đã tổ chức mời các bên liên quan là ông Trần Hùng Dũng và ông Đỗ Dương ra để tổ chức hòa giải. Tuy nhiên trong quá trình hòa giải là các bên không thống nhất. Đó. Thì theo các quy định của nhà nước thì Ủy ban nhân dân thị trấn đã làm cái báo cáo lại cho Ủy ban nhân dân huyện Hồng Điền về cái vấn đề là tranh chấp mà đất đai giữa ông Trần Hồng Dũng và ông Đỗ Dương. Sau cái báo cáo đó thì Ủy ban nhân dân huyện Hồng Điền là có chỉ đạo thanh tra xác minh các cái nguồn gốc đất để mà giải quyết cái nội dung đơn này. Thì hiện nay thanh tra huyện là đang thủ lý cái hồ sơ và đang triển khai thực hiện cái nội dung kiến nghị của ông Trần Hồng Dũng. Thực tế là tôi khi tôi cho mượn là tôi không có cái giấy tờ gì hết, nhưng mà có nhân chứng, vì khi cái nguồn gốc đất á, theo luật định á, thì đường nào phải là truy nguyên nguồn gốc, mà nguồn gốc là tôi của khoan thì hai cái ông này á, là vẫn còn sống. Hiện vụ việc vẫn đang được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền thủ lý giải quyết. Theo chúng tôi,
để làm sáng tỏ nguồn gốc cũng như quá trình sử dụng thửa đất số 66 từ bản đồ số 43 tại xứ Đông Xà Biêu đang có tranh chấp giữa hai bên. Các cơ quan có thẩm quyền của huyện Phong Điền cần tổ chức xác minh ý kiến của khu dân cư. Bởi phía ông Trần Ngọc Dũng cho rằng mình khai hoang và sản xuất nông nghiệp từ trước năm 1990. Sau đó, cho vợ chồng ông Đỗ Dương mượn vào năm 1995. Có một số nhân chứng là người địa phương biết việc này và đứng ra xác nhận. Ngược lại, phía ông Đỗ Dương cũng cho là mình đã khai hoang thửa đất này, nhưng lại không có tên đăng ký trong cả bản đồ điều chỉnh 299-202 mà chỉ mới đăng ký vào năm 2013. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý tranh chấp giữa hai gia đình, cũng như xem xét tính hợp pháp của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Đỗ Dương vào năm 2016. Luật sư Phan Minh Bình sẽ có một số ý kiến pháp lý về trường hợp này ngay sau đây. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Ngọc Dũng, trụ tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, mà ông đã có đơn gửi đến hộp thư truyền hình kiến nghị và yêu cầu các cơ quan xem xét giải quyết việc ông Đỗ Dương và bà Dương Thị Á có mượn của ông 5 sào đất để canh tác nhưng đến nay không trả. Theo ông trình bày, thì vào những năm 1990, gia đình ông tạo lập thửa đất mà hiện nay là thửa số 66 từ bản đồ số 43 với diện tích khoảng 2.065 m2, tọa lạc tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền. Năm 1995, gia đình ông đi làm ăn xa, có cho ông Đỗ Dương và bà Dương Thị Á là bà con cô cậu với ông mượn 5 sào ruộng và 5 sào đất để canh tác. Sau khi ông trở về thì ông Dương bà Á có trả lại cho ông 5 sào ruộng, còn 5 sào đất thì không trả. Và ông phát hiện 5 sào đất của ông đã được Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dương bà Á. Ông đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết, nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền để xác minh đơn thư thì được biết như sau. Theo trình bày của lãnh đạo Ủy ban thị trấn cho biết, sau khi Ủy ban thị trấn nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Ngọc Dũng, Ủy ban đã mời các bên liên quan là ông Dũng, ông Dương đến Ủy ban để hòa giải. Tuy nhiên, trong quá trình hòa giải, các bên không thống nhất và theo quy định của nhà nước thì Ủy ban thị trấn đã làm báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về tranh chấp giữa ông Dũng và ông Dương. Sau khi có báo cáo, Ủy ban huyện đã chỉ đạo thanh tra huyện xác minh nguồn gốc đất để giải quyết cái nội dung đơn này. Hiện nay, thanh tra huyện đang thụ lý hồ sơ để giải quyết nội dung kiến nghị của ông Dũng. Từ đơn kiến nghị của ông, chúng tôi trả lời như sau. Qua quá trình xác minh tại địa phương thì được biết, cái việc tranh chấp cái thửa đất số 66 tờ bản đồ số 43, diện tích 2.065 m2, tọa lạc tại tổ dân phố Tân Lập từ năm 2017 và đã được Ủy ban thị trấn Phong Điền hòa giải ngày 2 tháng 8 năm 2017 nhưng không thành. Ông cho rằng cái thửa đất này do ông tạo lập từ năm 1990 đến năm 1995, ông đi khỏi địa phương và cho ông Dương bà Á mượn để canh tác bằng miệng. Cái thửa đất này do ông tạo lập có hai hồ canh tác tiếp giáp hai bên làm chứng. Còn ông Dương cho rằng cái thửa đất này do ông tạo lập năm 1990 nên buổi hòa giải không thành. Hiện nay thanh tra huyện đang thụ lý giải quyết hồ sơ này. Vì vậy ông chờ kết quả giải quyết của thanh tra huyện. Nếu kết quả giải quyết của thanh tra huyện mà ông không đồng ý và ông có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại thì ông có quyền làm đơn khởi kiện ra tòa án hoặc liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Trên đây là nội dung chúng tôi trả lời cho ông. Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Theo đó, mức đóng và phương thức bảo hiểm xã hội bắt buộc đóng của người lao động, người sử dụng lao động như sau. 1. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính đến hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 2. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động.
người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và các cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Căn cứ vào khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết. Chủ đề với khán giả truyền hình tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.